Ngày mùng 3 tháng 2, Cần Thơ ghi nhận 7 ca mắc COVID-19. Theo Sở Y tế thành phố Cần Thơ, trong ngày mùng 3 tháng 2, thành phố ghi nhận 7 ca nhiễm sát COVID-2. CTO, theo Sở Y tế thành phố Cần Thơ, trong ngày mùng 3 tháng 2, thành phố ghi nhận 7 ca nhiễm sát COVID-2. Ca mắc trong ngày theo quận, huyện, Phong Điền 2 ca, Ninh Kiều 1 ca, Bình Thủy 1 ca, Cái Răng 1 ca, Cờ Đỏ 1 ca, Thới Lai 1 ca. Trong số ca mắc mới có 6 ca tầm soát tại cơ sở y tế, 1 ca trong khu cách ly. Trong ngày có 31 ca khỏi bệnh, các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.